inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Hello, chào bạn, mình là Mô Việt và chào mừng đến với mình sẽ chơi vị tướng siêu cấp sát thủ Butterfly. Một cô gái hết sức xinh đẹp trong phiên bản beta 10 năm chung kết thế giới, cùng với cái bộ kỹ năng thay đổi chắc chắn là có lối đánh rất thú vị trong phiên bản này. Và mình nghĩ là anh em nên chơi vì tướng này để cảm nhận cái sự thay đổi mới này nhá. Và mùa 7 sang rồi anh em ơi. Mùa 7 sang rồi, đấy là thời điểm rồng ngừa lẫn độn, nghèo danh rất là phức tạp. Nhất là cái mức danh hiện tại là hầu như là anh em đều là bạch kim. À, muốn pick tướng gì thì pick đó. vào đây quay ở dưới có con mồi, cái này là mình thích nha. Bọn nào có lót tim bạn hình như là phát hiện ra rồi, mình vẫn phải ăn cái con mồi này. Quá hay thế nhở, hay nhưng vẫn phải chết thôi bạn ơi, chết tiếp này. Ấy thiếu đạn ấy, trời ơi sắp mặt rồi, tôi buồn quá đi mà em ơi, ngờ cái trụ nó vẫn bắn đến mình. Anh em có thể thấy là sự hổ báo của Butterfly trong phiên bản mới chưa? Rất hổ báo và rất khỏe. Với cái bộ kỹ năng thay đổi mới, ngoại hình thì quá mượt rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần đánh cái bộ trang phục mặc định là có thể là rất đẹp rồi. Không cần phải chơi cái bộ trang phục là các bộ trang phục còn lại đâu anh em ơi. Thủy thủ hay là cái bộ trang phục mà nó quá đồ loạn rồi vứt đi. Bây giờ mình chơi cái bộ trang phục mặc định thôi, bởi vì nó quá bó sát, quá đẹp. Đấy, ấy về đây bạn ơi. Chết không? Không đủ đam. Sao xiên sớm hơn một chút xíu là mình có thể ăn được Nagrod và ăn được cả Mert Ga rồi. Chán thật. Tại sao mình nói là đầu mùa dòng người lấn lộn như thế nào? Đó là hiện tại thì các bạn đang cao thủ nghèo danh cùng các bạn kim cương. Đấy. Và các bạn có thể gặp những bạn cao thủ nhiều sao. Chết Nagrod này, chạy đâu bạn ơi. Và thậm chí là anh em còn gặp thách đấu nữa. Đấy, mọi người gồng người lấn lộn, cân hết. Mình cân hết, ôi thành đều tốc biến. Rồi. Và vẫn còn chiều cuối giật rất thốn. Có đấy mà không còn chiều cuối chắc sắp bật mình rồi. Và mơ ga tim bạn rất xanh. Quá gắt. Có khi trận đấu lại ăn hành rồi anh em ơi. Không sao. Với cái trang bị kiểu mới và cái sức mạnh mới của vị tướng Butterfly, có lẽ chúng ta vẫn có thể đánh tốt được anh em ơi. Mà trang bị mới thì các bạn cùng theo dõi bên dưới nha. Trang bị của Butterfly đi rừng mình sẽ sử dụng món đồ là dây, cái dìu Leviathan. Dây thì vẫn là ưu tiên cái món dây kiên cường cho các bạn. Rồi mình sẽ chờ đợi con mồi. Bây giờ thì anh em trong lúc di chuyển anh em có thể kích hoạt chiêu 1 nhé. Bởi vì chiêu 1 sẽ có khả năng tăng tốc chạy cho Butterfly trong vòng 1 giây. Không còn hiệu ứng làm chậm ở chiêu thứ nhất nữa. Chính vậy trong lối trang bị của Butterfly chúng ta phải ăn bùa làm gì. Đầu game thì Butterfly cần cái hồi chiêu. Chưa thể nhường bùa được, và nhất là Triệu Vân chưa cần bùa. Còn Natalia xin bùa thì mình còn may ra mình nghĩ lại. Đây con mồi này. Bò lạc nhé, lên bảng số tiếp tục con bò lạc, nhưng mà thanh niên nhảy rất nhanh. Ở phía dưới lại có bò lạc. Rồi, sẽ là Violet trước nha. Bắt chủ được thì bạn trước. Đấy, chạy làm sao bạn ơi. Tiếp tục bắt nốt lên bảng điểm số. Anh em có thể thấy khả năng ăn mạng của Butterfly có đầy thành thần rồi. Vị tướng nổi tiếng với cái biệt hiệu là vết máng. À không, vết mạng. nhầm, sorry anh em. Trang bị các bạn theo dõi bên dưới nhé. Và bảng ngọc cho vị tướng Butterfly thì các bạn sử dụng bảng ngọc như sau. Ngọc đỏ sẽ là công vật lý và xuyên giáp. Ngọc tím sẽ là ngọc 3 dòng, máu tối đa, hồi máu và tốc chạy.
Còn ngọc lục thì các bạn sẽ ép ngọc cung một lý và sinh giáp, sẽ có 100 điểm sinh giáp đầu game cho các bạn để đánh cái điều Leviathan sẽ rất là hiệu quả. Còn cái bộ kỹ năng của vị tướng Bắc Nai chiêu 1 thì có sự thay đổi khác biệt, không làm chậm mà có thể tăng tốc chạy. Rồi, chiêu hồi chiêu cuối, có chiêu cuối là mình đánh sấp mặt bần ga luôn. Đó, chạy đầu bạn ơi. Tiếp tục, Violet chạy đầu, tiếp tục ghi đu, chạy đầu bạn ơi. Ăn mạng vào trụ quả EZ. Đấy, em thì thấy là cái chuỗi liên hoàn nặng của vị tướng Bắc Nai quá đáng sợ. Rồi, như vậy là đã gánh team thành công rồi. Đang từ thua team bạn rất nhiều mạng và trụ bây giờ thua rất nhiều mạng, trụ thì chưa bị mất. Thành ra thì mình bây giờ lại hơn trụ và hơn mạng của anh em ơi. Ở kỹ năng 2 thì không có sự thay đổi. Còn kỹ năng cuối của vị tướng Bắc Nai thì lại có thay đổi rất nhiều. Ở kỹ năng cuối của vị tướng Bắc Nai bây giờ sẽ có một cái hiệu ứng là khắc dấu với tướng địch trong vòng 3 giây. Và trong vòng 3 giây tướng địch sẽ bị làm chậm 30%. Đó, đồng thời chiêu cuối vào còn lính thế bạn ơi. Đồng thời là 20% sát thương mà Butterfly gây ra với tướng địch trong vòng 3 giây sẽ hồi phục máu nhá. Triệu Vân kìa, đây địch. Ôi choáng, ôi tôi. Ôi xong mình rồi, choáng liên tục. Thành niên Triệu Vân, trời ơi. Không hiểu luôn, chạy một đường vòng, bó tay cái chiêu cuối để ăn mạng mà không ra giúp mình. Giờ buồn quá đi mà. Rồi, Triệu Vân cố gắng lên. Không ăn được, buồn quá. Gánh mấy thanh niên kiểu đánh Triệu Vân này rất là khổ anh em ơi. Thế mình thấy sao mà dòng người lẫn lộn được cái mức danh bạch kim đầu mùa nó như vậy đấy. Các bạn kỹ năng khác nhau đánh cùng nhau, thành ra là nhiều bạn sẽ gặp cái tình trạng là trừ tim đấy. Hiện tại thì bạn vẫn còn rất xanh, vẫn còn khó đánh em ơi. Kèo này rất là căng này. Ở khi bạn dùng chiêu cuối vào người tướng địch thì anh em sẽ cố gắng dồn thật nhiều đam vào. Vì 20% lượng đam em gây ra sẽ hồi phục máu cho Butterfly. Nó không còn cái hiệu ứng rồi tốc biến qua tường, nhưng mà mình có chiêu một tăng tốc chạy, nó không còn cái hiệu ứng hồi phục máu khi tiêu diệt và hỗ trợ tướng địch đâu. Đó, anh em thấy chưa, không có hồi phục máu nha. Vật đuồn con cá này chạy làm sao được, tiếp tục. Ôi, vẫn chạy qua tường được. Bổ vào đâu. Rồi, rất may Triệu Vân vẫn ăn được bạn. Cái này mà không gánh bạn Triệu Vân thì thua sấp mặt anh em ơi. Để mình chết một mạng rất là oan của đấy. Triệu Vân thì ra gõ phát vào đầu là mình ăn được ở Windu cái mạng chết thứ 3 rồi. Rất là buồn. Đánh không có tinh thần soi map và phối hợp cùng team. Vào đây bạn ơi, vào đây. Đúng rồi. Để nó để ra nhá, mình sẽ đợi đây. Rồi, team bạn hình như cũng phát hiện ra rồi. Không dễ bắt được bạn mườn ga. Lối chơi của Butterfly trong phiên bản mới như sau anh em ơi. Việc áp sát thì chúng ta có thể dùng hai kiểu. Các bạn có thể dùng chiêu một trước để tăng tốc chạy, sau đó dùng chiêu cuối áp sát mục tiêu. Ở những trường hợp là khoảng cách quá xa mà anh em cần áp sát mục tiêu thật nhanh, dùng chiêu một trước để tăng tốc chạy, sau dùng chiêu cuối và dùng chiêu 2 đánh thường liên tục anh em ơi. Xong lại dùng chiêu 1, bởi vì cái hồi chiêu cũng rất nhanh. Và trong phiên bản này mình sẽ lên món đồ hồi chiêu là cái thương đồng Venus, sẽ tạo thành cái combo song thương cho vị tướng Butterfly. Hầu như là khi mình ăn bờ xanh là gần như là full hồi chiêu. Hồi chiêu sẽ rất nhanh và các bạn sẽ dùng kỹ năng liên tục được. Có chiêu 1 nó tăng tốc chạy. Đấy, đây là cái chiêu sẽ hóa giải và xóa mọi cái hiệu ứng làm chậm đi, chứ không xóa được các hiệu ứng làm choáng và bị chói nha anh em ơi. Chỉ có cái hiệu ứng làm chậm thôi. Ê, sao lại kéo vào đây?
Mình muốn nhường bạn mà tự nhiên lại ném chiêu 2 thành ăn luôn con bột xanh. Sorry nha. Rồi đến các bạn thì thấy là mình dùng chiêu 1 liên tục để tăng tốc chạy di chuyển đó. Chiêu 1 bây giờ rất là tiện. Rồi chạy làm sao. Ui múa nhanh quá. Rồi chạy xa bạn ơi. Tiếp tục dùng chiêu 1 tăng chạy. Chiêu cuối chiêu 2 đánh thưởng. Rồi các bạn thấy chưa, cái bộ combo kỹ năng của Butterfly bây giờ chúng ta có thể dùng linh hoạt hơn, đang cơ động tăng cao, vét mạng như thần. Đồ cuối mình sẽ tiếp tục lên một đồ công nữa để đánh đi. Rồi thì bạn ra phòng tục rồi. Ở combo thì áp sát nhanh là 1-3-2. Còn nếu mà áp sát được mục tiêu rồi em cứ dùng chiêu 1, chiêu 2 đánh thường. Tôi muốn chuẩn bị thoát khỏi mình thì dùng chiêu cuối nhé. Đó có hai kiểu combo cơ bản của tướng Butterfly thôi. Khi đã có tầm chiêu cuối rồi anh em có thể dùng chiêu cuối trước chứ đừng dùng chiêu 1. Còn chưa có tầm chiêu cuối anh em phải dùng chiêu 1 để tăng tốc áp sát xuống chiêu cuối. Đó thì bạn rất mạo hiểm ăn kinh công. Chắc là về rồi. Tầm này sao ăn kinh công được với team mình. Chặn đầu rồi các bạn ơi. À mừng gà. Mừng gái chạy nha. Rồi khá là lát. Chạy sao. À, có thể nói Butterfly trong phiên bản mới quá nhanh và quá nguy hiểm đấy. Không phải dạng vừa đâu. Ép trụ luôn này. Rồi, chạy làm sao được bạn ơi. Đàm quá cao. Ok, như vậy đã full đồ rồi. Nhưng mà có lẽ thì trận đấu sẽ kết thúc ở đây. Con cá đấy. Anh em phá trụ đi, mình sẽ tập con cá. Ê, con muốn xe à? Ok, lên bảng. Và video clip của mình cũng đến đây là hết rồi. Xin chào anh em và các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.